Em chào các bác nhé, em Lâm đây. Đã tiếp tục quay tiếp bắp em TZ100 đây. Con này thì màu ghi, màu này màu tối màu. Nhà bác nào mà ưa sự tối giản mà thích sự không thích lè lẹt thì làm con này là tối màu đẹp này. Bác nào lấy thì alo cho em hai số điện thoại này 0975 360 433, dưới là 0377996066. Đấy, cả hai số này thì em đều dùng Zalo nhé. Đấy, cái biển này của em hỏng mất rồi. Đấy các bác, làm được dùng được 5 năm nay rồi, cũng kiếm được đủ tiền đóng học cho các cháu hàng năm rồi, bây giờ tiền mua gạo rồi, chưa có tiền thay biển mới đây, khả năng bán con máy rửa bát lấy tiền em thay cái biển đi. Đấy, bác nào lấy thì alo cho em hai số nhá. Đấy, em qua quay máy luôn đây. Đấy, máy thì rất là đẹp. Đây, nó bị xước vết đây. Đấy, nó bị xước vết đây này. Đấy, tất cả con này thì vách viết rất là nét, nét căng luôn. Đấy, nó bị xước ở đây thì em có dính cái tem này vào đây. Đấy, để nguyên này giờ mới dính này. Đấy, xong này em sẽ dính cái tem vào đây. Đấy, để che đi. Đấy, em bảo luôn các bác là như vậy. Đấy, bị xước bên này. Còn lại thì các bên này đẹp lắm, vách viết nét căng luôn, không một điểm gờ, một vết xước luôn. Bên này cũng vậy. Đấy, cực đẹp luôn. Đấy, nhưng mà nó bị khuyết tật mất ở bên này. Đấy, thì cũng bảo với các bác là vậy. CG máy đây. 1952EF0130. Đấy, mã là LPTZ100, mã S là mã là màu ghi, tát 219. Đấy. Em cắm điện luôn. Đấy. Cắm điện luôn. Máy thì zin 100%. Chưa đố một hạt sơn ta nào. Cửa thì là cửa điện. Đấy. Chạm vào thì nó mở xuống. Đây, nội thất bên trong đây có nhìn này. Nó đẹp. Không có điểm chết nào luôn. Có nhìn thì nó nét chưa? Nó nét keng xà beng chưa? Quá siêu phẩm luôn. Đấy. Giá đây, trắng trẻo đẹp trai khôi ngô tuấn tú. Đấy. Quá đẹp luôn. Từ cái gioăng cái chỉ này các bác nhìn nét lắm. Phải đóng vào thì đây. Đấy. Nào lại lần nữa các bác nhìn nhá, cửa điện nhá, phải chạm đây này. Đợi một chút thì nó mới mở ra. Đấy. Cửa điện mà. Đấy, mất điện thì các bác ấn vào cái chốt bên này cạnh trái này. Đấy. Và ấn thêm bên này nữa. Đấy thì nó mới mở ra. Đấy, tức là phải hai tay ấn giữ hai bên. Đấy, đem nắm lại này. Đấy, phải ấn như này. Đấy, nếu mà mất điện. Đấy, phải ấn như này nó mới ra được. Đấy. Nắm lại này. Đấy, còn bật lên dùng thì đây. Các bác phải như này là để mình kiểm tra nhá. Các bác chạm này nó không lên đâu. Đấy, chạm này nó không mà lên đâu, các bác phải giữ một chút rồi này. Đấy thì nó mới lên. Gọi là cảm ứng lực đấy. Đấy, ở đây các chế độ như số 1 là số 2 này, số 3, số 4 này, số 5. Tức là từ cấp độ bẩn 1 đến cấp độ bẩn 5. Bẩn 5 là cực bẩn rồi. Còn bình thường chỉ bẩn đến 2 đến 3 là cùng thôi. Đấy. Bẩn lắm này thì là các bác ăn đồ lướng ấy mà nó cháy khét rồi đấy. Thì vật số 5 thì để nó tưới ngâm, nó rửa nó mới sạch được. Đấy, còn đây dưới này thì các chế độ dùng. Đây như là rửa nước nóng cao áp này, tắt nước nóng cao áp này, cộng trừ chế độ sấy này, vừa rửa vừa đun này, ở chế độ quạt sấy này, rồi thì hẹn giờ này, rồi thì chỉnh nước nóng trên 8 độ kèm cả diệt khuẩn này. Còn đây là nano X thì bấm vào đây có nano X này thì nó sẽ khử nano X không thôi. Đấy, nó sẽ diệt khuẩn không thôi. Đấy, em lại ghim lên tắt. Và đây là lên này. Đấy. Các bác chọn xong các chế độ như thế này chẳng hạn. Đấy thì các bác ấn khởi động là xong. Đấy, là tự động máy nó chạy. Đấy, nó này nó cũng dễ dùng thôi. Đấy, quan trọng là các bác nó là cảm ứng thì các bác phải biết bấm. Chứ nhiều bác có tuổi rồi, mắt kém rồi. Thì bây giờ em điểm nhiều bác mắt kém mà nhìn đèn này thì không chạm vào đây. Đây là đang dùng rồi thì không thể bấm được, vì đây là không thể chọn được, vì nó lưu rồi. Mình muốn bấm lại thì mình phải tắt đi, mình bật lên thì mình mới bấm được. Đấy, bây giờ ví dụ em bấm số 2, số 3 chẳng hạn, nhiều bác mắt kém cứ bấm thế này thì không thể bấm được. Đấy, tức là phải bấm đúng cái đèn này mới được. Đấy thì cái này thì bác các bác thanh niên dùng thôi, chứ bác nào có tuổi hay là không dùng ở đâu. Đấy, không có tuổi cứ dùng phím cơ thì nó dễ dùng. Còn cái cảm ứng này thì các bác nào mà phải biết dùng điện thoại cảm ứng chưa. Đấy, trước này thì đấy nó bị xấu một tí bên này đấy, còn chất máy thì không phải bàn. Đấy, lét keng xà beng luôn. Đấy, nó bị xước này thì dính cái tem này vào đây. Đấy thì cũng bảo luôn với các bác là như vậy. Đấy, như thế này là em bán cho bác giá là 7,5 triệu. Đấy, giá này là giá bao test bao chạy, bảo hành cho bác 1 tháng. Đấy, kèm phí ship đến tận nhà. Đấy, còn bác nào ở trong khu vực phía Nam thì em hỗ trợ 50% ship. Còn bác nào khu vực phía Bắc mà gửi được xe khách thì bọn em hỗ trợ ship cho bác ra các cái đường trục chính bác lấy. Đấy, bác nào lấy thì alo cho em. Máy thì cam kết bác zin 100%, chưa đố hạt sơn ta nào cả. Đấy, quan điểm em buôn bán là phải nói nét từ lúc đầu luôn. Đấy, zin 100%. Đấy, bác nào lấy thì alo cho em hai số điện thoại này. Em chào các bác nhá.